Chào mừng quý vị đã đến với phần nhận định thị trường của bản tin tối nay, và đến với bản tin tối nay sẽ là anh Đào Xuân Đình, trưởng phòng môi giới năm của công ty chứng khoán MB. Chào Đình. Trước hết là Quang Vinh cảm ơn anh đã đến với bản tin hôm nay. Mình nhìn vào thị trường hôm nay là thị trường tăng khá nóng, là đã chạm 675 điểm phải không? Thì giá tổng giá trị giao dịch là khoảng 4.500 tỷ và tổng giá trị cổ phiếu đã được giao dịch là khoảng 205 triệu cổ phiếu bao gồm tất cả các sàn. Thì bây giờ là tâm lý cực kỳ lạc quan trên thị trường, thì anh nhận định như thế nào về tâm lý lạc quan này, nó có tiếp tục duy trì trong thời gian tới đây hay không? Trước hết tôi xin giải thích về cái khởi nguồn của sự lạc quan này. Có nghĩa là đây là lần thứ hai sau sự kiện là thị trường Brexit, thì sau sự kiện biến cố đó thì thị trường đã tăng trưởng là rất tốt, và sau phiên hôm qua là với phán quyết của tòa quốc tế về tranh chấp về việc lưỡi bò giữa Philippines và Trung Quốc, và kết quả là rõ ràng là tích cực, dẫn đến là tâm lý lạc quan đã diễn ra. Và có lẽ là hôm nay là dòng tiền lớn đã nắm được tâm lý này khi liên tục là đẩy các trụ lớn, khởi đầu là Vietcombank, BVH, GAS, và dẫn đến việc là chỉ số tăng cao. Và vào cuối phiên thì nó lan tỏa cả dòng ngân hàng, cái dòng ngân hàng đều tăng trưởng tốt, dẫn đến là một phiên tăng điểm rất lớn ngày hôm nay. Thì nói về rủi ro bây giờ thì anh nghĩ là nó có những cái rủi ro nào mà nhà đầu tư cần lưu ý đến, cụ thể một vài rủi ro? Có một cái rủi ro mà cụ thể nhất tôi thấy đó chính là rủi ro khi về margin. Có nghĩa là theo thông tin của tôi thì lượng margin trên thị trường hiện tại đang khá căng cứng. Có nghĩa là các công ty chứng khoán thì theo thống kê của tôi thì gần như là đang sắp đạt được đỉnh về margin. Thì cái đây tôi, nhưng mà tôi nghĩ đây chỉ là một cái rủi ro ngắn hạn mà nhà đầu tư cần phải lưu tâm. Cái rủi ro về margin là do những công ty chứng khoán nên quản trị cái rủi ro cho công ty mình như thế nào thôi phải không? Rủi ro về margin ở đây có nghĩa là do cái lượng lượng margin tổng mà khách hàng dùng nó tăng lên rất nhiều và gần kịch trần. Nó cũng là một phần thể hiện cái quan điểm lạc quan của nhà đầu tư cá nhân. Bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề giải ngân tiếp tục vào thị trường đang nóng bây giờ. Thì anh khuyên nhà đầu tư sẽ làm như thế nào nếu mà họ muốn nắm giữ một cổ phiếu nào đó? Họ nên chờ để một vài phiên điều chỉnh trở lại rồi hãy mua, hay là họ ngay bây giờ họ có thể mua vào? Chúng ta tiếp tục sẽ nhìn nhận cái điểm nóng thị trường trong ngành ngân hàng. Nếu các nhà đầu tư muốn đầu tư vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, tôi nghĩ là các nhà đầu tư nên bình tĩnh, xem xét và quan sát thêm khoảng 3 đến 4 phiên để xem dòng tiền vào ngân hàng có thật sự tích cực và có được duy trì hay không. Nếu tiếp tục dòng tiền tích cực và duy trì, tôi nghĩ đó là cơ hội tốt để đầu tư vào các cổ phiếu ngân hàng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xem xét một số cổ phiếu như RE. Cổ phiếu này thì trong cái bối cảnh mà thị trường PE của thị trường là gần 10, thì RE hiện tại PE chỉ là 6 đến 7 lần. Và kỳ vọng của RE trong cái quý này là khả năng sẽ ghi nhận được lợi nhuận tốt từ việc nhận cổ tức từ các công ty con liên kết. Nhưng mà anh nói về RE thì từ 6 tới 7 lần chưa chắc là PE như vậy là đã tốt để mà nhà đầu tư để mua. Không, chỉ là nhìn vào cái fundamental thì PE như thế thì quá rẻ, nhưng mà khi nhìn vào cái hoạt động của công ty, kết quả kinh doanh trong tương lai và những rủi ro tiềm ẩn thì chưa chắc PE thấp là một cổ phiếu tốt, phải không? Đối với RE thì nguyên nhân mà cổ phiếu này nó có cái mức giá như hiện tại là do là trong cái đợt vừa rồi khi mà hạn hán lớn xảy ra thì các công ty con của công ty liên kết của RE làm về thủy điện đã gặp những kết quả kinh doanh không tốt. Nhưng hiện tại thì đã vào mùa mưa, cũng như là có nghĩa là kỳ vọng về sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận là có. Và đặc biệt là khi RE bắt đầu nhận cổ tức thì rõ ràng là quý này là quý mà RE có thể ghi nhận được cái doanh thu và lợi nhuận cao hơn, thì nó sẽ dẫn đến là gọi là đối với RE tôi nghĩ là những cái gì xấu nhất đã qua rồi, nên có thể kỳ vọng được một cái mức tăng trưởng gọi là những cú bounce back của RE trong thời gian sắp tới. Vào phiên cuối tuần này là thứ sáu thì anh nghĩ là VN-Index sẽ chạm đến mốc bao nhiêu? Trong quan điểm của tôi thì khả năng VN-Index có thể chạm được vùng 680 đến 690 với động lực là nhóm cổ phiếu của SCAC mà SCAC thoái, mà cụ thể là Vinamilk hay là FPT, những cổ phiếu mà những phiên hôm nay đã có nhiệm vụ là cầm chịch và giữ cho thị trường không tăng quá nóng. Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Định, trưởng phòng môi giới năm của công ty chứng khoán MB, và với tính chất tham khảo. Sau đây, Quang Vinh xin được điểm lại những tin tức đáng chú ý của bản tin tối nay.
Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định công tác cán bộ tại đây còn nhiều bất cập với bộ máy cồng kềnh thiếu hiệu quả. Nhiều hạn chế tồn tại như quản lý thị trường còn bất cập, doanh nghiệp bán lẻ bị nước ngoài chi phối, tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tiếp diễn. Thủ tướng yêu cầu ngành công thương thay đổi cơ bản cách quản lý để xây dựng một nền kinh tế thị trường thực chất. Dù chưa thấy rõ tác động của việc Anh rời khỏi EU lên hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, nhưng ngành da giày cũng đang lo phải chịu tác động không nhỏ từ sự kiện này. Đây là thông tin được Phó Chủ tịch Hội Da giày Việt Nam đưa ra bên lề triển lãm quốc tế da và giày 2016. Ông nhận định Vương quốc Anh hiện là thị trường chiếm 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam, do đó việc Anh rời khỏi EU chắc chắn sẽ tác động đến ngành. Ngày 12 tháng 7, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines vừa chính thức được tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không của Anh là Skytrax, trao chứng chỉ công nhận là hãng hàng không 4 sao tại sự kiện trao giải thưởng cho các hãng hàng không thế giới thường niên diễn ra tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough của Anh Quốc. Bên cạnh Vietnam Airlines, danh sách các hãng hàng không thế giới đạt tiêu chuẩn 4 sao còn có Air France của Pháp, Emirates của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Japan Airlines của Nhật Bản, Korean Air của Hàn Quốc và Lufthansa của Đức. Vào ngày 12 tháng 7, Tòa án Trọng tài Thường trực TCA đã ra phán quyết rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích của Biển Đông. Đây là một đòn giáng mạnh vào Trung Quốc trong vấn đề của Biển Đông. Quyết định của TCA đã nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Nhiều nước đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc có nghĩa vụ phải thực hiện phán quyết này. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức đã bày tỏ sự hoan nghênh với phán quyết và tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thị trường ô tô tự lái vừa đón chào thêm một thành viên mới, lần này đến từ Nhật Bản. Hôm 12 tháng 7, Nissan Motor trình làng công nghệ ô tô tự lái mang tên ProPilot, hỗ trợ người lái duy trì tốc độ trong các điều kiện giao thông khác nhau, bao gồm cả kẹt xe, chuyển làn và có thể thực hiện nhiều hoạt động khác hoàn toàn tự động. Chiếc Nissan Serena sẽ xuất xưởng tại Nhật Bản vào cuối tháng 8 năm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị có thể xem lại các chương trình đã phát trên fbnc.vn. Tôi là Quang Vinh, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.